ham ăn, lười lao động. Tê đây tớ, mau ra đây. Ai mà vào nhà của ta, lại còn dám nói sằng bậy nữa. Ôi, đúng là tê rồi. Anh đổi đời từ bao giờ thế? Tôi là quất ở làng bên, ngày xưa chuyên đi câu cá cùng anh đi mà. Ồ, hóa ra là anh. Anh đến đây có việc gì vậy? Tôi đi qua nên ghé vào. Mà anh có bí quyết gì mà đổi đời nhanh thế? Hãy chia sẻ cho người bạn này với. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là khéo ăn trộm thôi. Cái gì? Ăn trộm sao? Thoạt đầu tôi ăn trộm 1 năm thì đủ dùng, 2 năm thì thừa ăn, 3 năm thì giàu. Tưởng gì chứ chuyện đó là nghề của tôi rồi. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Học tập cha tề, lần này ta làm một mẻ, tha hồ ăn cả tuần. Kẻ nào dám trộm gà của ta? Quân ăn trộm, lười lao động, quân kẻ cướp. Tình nghĩa ngày xưa mà anh dám lừa tôi. Để tôi đi ăn trộm gà bị người ta đánh cho ra nông nổi này. Tôi chưa nói xong mà anh đã vội đi. Lối ăn trộm của anh như thế thì chết rồi. Nay tôi bảo anh cho rõ, trời có thời tiết, đất có hoa lợi, anh phải tận dụng sự thuận hòa mưa nắng và những sản vật của non sông, trồng lúa, xây nhà. Nếu ăn trộm những thứ của trời đất thì chẳng tai vạ gì cả. Anh lười nhác, muốn ăn sẵn của người, bị đánh là phải lắm. Anh còn trách ai nữa? Hóa ra không phải những người giàu chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ sao? Hộp bút chì màu. Hợp thôi anh em ơi. Màu nâu đâu? Màu nâu mau ra đây đi. Coi kìa, cha cuối gặp mặt thế màu nâu. Cậu sợ chúng tôi phải ngẩng cổ lên nhìn cậu sẽ mỏi đúng không? Tôi... Sao mọi người cứ chỉ mũi dùi về phía tôi vậy? À, ra là cậu ta cũng không chậm hiểu lắm đâu. Nhưng cứ giả vờ ngây thơ vậy. Chẳng phải mọi người định họp gì sao? Đúng, chúng tôi định họp bàn một việc liên quan tới cậu đấy, màu nâu. Chúng tôi phải làm việc cực lực đến mòn cả người, thế mà phải chen chúc nhau trong những không gian chật hẹp. Còn cậu tối ngày nằm dài trong hộp, mình mấy chẳng mòn đi khúc nào. Cậu không thấy xấu hổ vì sự lười biếng sao? Tôi đâu muốn vậy. Chỉ vì cô chủ chẳng chịu dùng đến tôi đấy chứ. Đúng rồi, ai thèm dùng màu nâu nhà cậu làm gì? Vì thế, chúng tôi thấy sự tồn tại của cậu thật vô nghĩa. Cậu hãy đi khỏi đây cho rộng chỗ. Lạ thật, sao không thấy màu nâu đâu chứ? Làm sao mang tranh đi dự thi được? Sao cô chủ lại đi tìm màu nâu làm gì nhỉ? Vụ mang tranh đi dự thi là thế nào chứ? Trắng, cậu mau đi thám thính tình hình đi, sẽ không ai nhận ra cậu đâu. Được rồi, để mình đi xem thế nào. Cô chủ đang tham gia cuộc thi họa sĩ nhí ở trường. Nghe nói giải nhất rất là lớn á, được đi du lịch ở nước ngoài nữa. Wow, thật thế sao? Thế thì cô chủ phải chăm chỉ vẽ chứ nhỉ? Sao cứ đi tìm màu nâu làm gì? Cái này mình không biết nữa. Mình chưa có thám thính được. Ôi trời ạ,
Tưởng thế nào? Vậy giờ chỉ có cách đi tìm lại màu nâu thì cô chủ mới chịu vẽ tiếp và chúng mình mới có cơ hội được đi triển lãm nhỉ? Đúng rồi. Nhưng biết tìm màu nâu ở đâu bây giờ, chúng ta trót đuổi cậu ấy đi rồi còn đâu. Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ra thế giới này có rất nhiều màu sắc của mình, đó là sắc màu của sự sống, của hương thơm, của sự ngọt ngào. Mình không vô dụng, chẳng qua mọi người chưa hiểu hết về những mảng màu của thế giới này, mình phải quay về dũng cảm chứng minh cho các màu sắc khác biết mới được. Ôi, màu nâu về rồi kìa. Thật là may mắn chúng ta đã tìm cậu ấy mãi. Các cậu sao lại? Cậu về thì tốt rồi. Đúng rồi, tốt quá. Mình về đây là để... Bọn mình biết rồi, cậu về để giúp cô chủ chứ gì. Cô chủ, cô ấy chỉ ưu tiên các cậu, chứ đâu có yêu quý gì mình. À, thì ra mày đây rồi, để ta đi tìm mãi. Những bức tranh đẹp quá, tớ chỉ được dùng để vẽ ăn mặt trời nhỏ xíu trên cao. Tớ cũng chỉ là mấy đám mây bay lượn, lá xanh của tớ chỉ lơ thơ thôi này. Chúng ta giờ chỉ là nhân vật phụ cho màu nâu thôi. Hóa ra màu nâu cũng thật tài đấy chứ. Thật ra mình vẫn luôn tự ti vì không được rực rỡ, tươi tắn, được mọi người yêu quý như các cậu. Nhưng giờ mình đã hiểu ra. Đúng rồi, bọn mình cũng đã hiểu ra, cậu cũng là một màu sắc rất quan trọng. Ừ, cậu thật đẹp và ấm áp đấy, Nâu ạ. Không có cậu, bức tranh này thật vô nghĩa. Nhìn kìa, đầu cậu ấy đã mòn vẹt, thân hình thì ngắn tuỗn lại. Thật sao? Thế là giờ mình cũng được cống hiến nhiều như mọi người rồi. Wow, hóa ra màu sắc nào cũng quan trọng. Vậy mà trước đây, mình chỉ thích tô màu hồng, xanh, đỏ cho những bức tranh. Nâu à, chắc là mày buồn lắm nhỉ? Tấm cám. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám. Khi cha Tấm lâm bệnh qua đời, bà dì ghẻ mẹ Cám hết sức cay nghiệt, bắt Tấm đầu tắt mặt tối làm việc. Củi đốn thế cũng nhiều rồi đấy, giờ con dẫn cả em Cám ra đồng bắt cá đi. Hãy đứa nào bắt được nhiều cá hơn, mẹ sẽ thưởng cho ếm đỏ. Dạ. Mẹ này, trời nắng thế mà mẹ nỡ bắt con. Nào, con gái của mẹ thông minh lắm cơ mà. Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Ừ nhỉ, chị phải lội xuống ao rửa ráy. Đừng sợ, ta là Bụt tới giúp con. Tại sao con khóc? Thôi con hãy nín đi, trong gió con còn một con cá bông đây. Hãy thả no xuống giếng nuôi. Khi cho bông ăn, con nhớ gọi: bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bóng bóng bang bang, à, ra nó lén lút nuôi con cá bóng này, phải kể cho mẹ nghe mới được. Con đi chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, nhà làng bắt mất trâu đấy nha. Bóng bị người ta ăn thịt rồi. Thôi con hãy nín đi, về nhà lượm lấy xương cá bỏ vào 4 cái hũ và chôn dưới 4 chân giường. Dạ. Cũng muốn đi dự hội hả? Nhặt riêng thóc với gạo ở đấu kia ra đã. Làm sao con khóc?
thóc vào gạo đã nhặt riêng rồi. Cơ sao con lại khóc? Dạ thưa bụt, quần áo con rách rưới lắm lem quá. Con hay đào bốn hũ chôn xương cá bóng ở bốn chân giường lên, hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ ta phải đi rồi. Tấm đào bốn hũ ở chân giường quả thật có váy áo, giày thêu, lại có cả ngựa và yên. Cô lên đường trảy hội, vô tình đánh rơi một chiếc giày xuống cầu. Thì ra voi ta dừng lại vì chiếc giày này dài đẹp vậy. Hẳn là người đi nó cũng rất đẹp. Hãy truyền lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trảy hội thử giày. Nếu ai đi vừa thì ta sẽ lấy làm vợ. Mẹ xem này, chị Tắm cũng vào thử giày. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh mảnh chai bờ rào. Ôi chao, vừa khích như in, chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Nhà vua mừng khôn xiết, rước Tắm về cung. Mẹ con Cám ganh tị không kể xiết. Nhân ngày Tắm về dỗ cha, họ đã bày mưu hãm hại cô. Nay là ngày dỗ cha con, con hãy trèo lên cây cao, hái xuống cúng cha. Chứng kiến lòng thành của con, cha nơi chính suối sẽ ngậm cười. Dạ, dì dạy phải. Dì ơi, dì làm gì dưới đó thế ạ? À, góc này nhiều kiến quá, dì đuổi kiến cho nó khỏi đốt con ấy mà. Chị Tắm không may qua đời, nay Cám là em vào thế chị. Tắm chết oan ức, biến thành con chim vàng anh bay vào cung vua. Quấn quýt nhà vua không rời, làm Cám nảy lòng ghen lần nữa. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Cám tức tối về hỏi ý mẹ. Mẹ Cám xúi bắt chim ăn thịt lông chim mang đem chôn vào góc vườn. Thì từ chỗ chôn lông chim mọc ra hai cây xoan đào. Nhà vua thường mắc võng dưới gốc xoan đào nằm nghỉ. Mẹ Cám xúi chặt hai cây xoan làm khung cưỡi. Có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Ma quỷ, để xem lần này giữa chốn đồng không mông quạnh này mi làm gì được. Thầy ơi, thầy rụng mi bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Từ khi mang quả thị về, hãy mình ra chợ, về nhà cơm nước tinh tươm. Nay mình không đi đâu nữa. Từ đó, Tắm ở lại giúp bà cụ lo việc nhà, têm trầu cánh phượng cho bà bán. Cho đến một ngày, nhà vua vi hành qua. Bà ơi, trầu này ai têm mà khéo vậy? Trầu này con gái bà têm. Nhà vua vui mừng gặp lại người vợ hiền thục. Nghe cô kể sự tình, vua hết sức căm giận mẹ con Cám. Nhưng Tấm vị tha, không muốn truy cứu thêm lỗi lầm. Về phần mẹ con Cám, họ hổ thẹn và sợ hãi, bỏ xứ ra đi biền biệt, mãi mãi không dám trở về quê hương nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!